kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, đẩy nhanh xét nghiệm những người trở về từ vùng dịch. Từ hôm nay 1 tháng 2, chủ nhà khi thuê người giúp việc phải ký hợp đồng bằng văn bản. Trốn trạm kiểm dịch y tế ở Quảng Ninh, 4 người bị xử phạt 100 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 2 ca mắc mới trong cộng đồng, đều ghi nhận tại Hà Nội. Tính đến 6 giờ ngày 1 tháng 2, nước ta có tổng cộng 933 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, thì số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 240 ca. Trước đó, 18 giờ chiều tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã cập nhật thông tin khai báo và xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, 17 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1660 có kết quả âm tính. Liên quan đến việc tiếp nhận khai báo lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố tổng cộng là 484 trường hợp. Trong 373 người đã được lấy mẫu xét nghiệm có một ca dương tính là bệnh nhân 1660, 203 trường hợp âm tính, 169 người đang chờ kết quả và 111 trường hợp đang chờ lấy mẫu. Từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh có 109 người đến từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương khai báo, trong đó có 42 trường hợp âm tính. Cũng trong khoảng thời gian này, thành phố Hồ Chí Minh có 270 người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn, 118 trường hợp âm tính. Khi dịch bệnh bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp ngay thời điểm cận Tết, rất nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã đều nâng cao ý thức phòng dịch. Ở những nơi công cộng có thể thấy rằng hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang nghiêm túc, sát khuẩn tay đầy đủ. Trên đường Hoa Mai, phố Ông Đồ tại nhà văn hóa thanh niên những ngày qua rất đông người đến để du xuân chụp hình. Tất cả mọi người đều ý thức việc đeo khẩu trang. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn, kèm bản thông báo nhắc nhở liên tục việc chống dịch. Cái khẩu trang nó giúp mình kiểu tránh bệnh, rồi sau đó du xuân thì mình vẫn vui tươi chụp hình bình thường. Đó là những cái nét đặc trưng riêng của năm nay. Mà bà con đi là người nào ý thức khẩu trang này kia đầy đủ hết. Đồng thời cái không khí Tết nó vẫn duy trì được. Mình là một người dân thì lúc nào mình cũng ý thức cao là cái phòng chống trước tiên là cho mình và thứ hai là cho cộng đồng để cho chia sẻ bớt cái gánh nặng cho nhà nước, cho xã hội. Ý thức của mỗi người dân sẽ góp phần khiến công tác phòng chống dịch được bảo đảm, người dân có thể đón một mùa xuân vui vẻ, an toàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar tạm dừng hoạt động từ 0 giờ hôm nay 1 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Nhằm sớm phát hiện các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, Hà Nội cũng đang triển khai xét nghiệm cho những trường hợp trở về từ các khu vực có dịch của Hải Dương và Quảng Ninh. Các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã sẽ lấy mẫu rồi vận chuyển đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội để tiến hành xét nghiệm. Ngay từ sáng sớm, hơn 230 người dân ở quận Hai Bà Trưng đi về từ các vùng có dịch của tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã đến lấy mẫu xét nghiệm. Gần 30 nhân viên y tế khẩn trương tiến hành các bước lấy mẫu xét nghiệm. Việc khẩn trương phát hiện sớm những người đi từ vùng dịch về và lấy mẫu để phát hiện sớm những cái ca nghi ngờ là những cái tiền đề tiên quyết trong cái công tác mà dập dịch tại cộng đồng và chúng tôi cũng đã tiến hành rất là quyết liệt. Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đợt 1 đã được quận Hai Bà Trưng hoàn thành trước ngày 1 tháng 2 theo đúng chỉ đạo, nhưng con số này dự kiến sẽ còn tăng lên. Ủy ban phường cũng chỉ đạo công an rồi là cán bộ y tế, cán bộ địa bàn dân cư đi điều tra rà soát đến từng hộ gia đình, đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người những trường hợp đi từ vùng dịch. Cùng với sự nỗ lực của các nhân viên y tế thì ý thức của mỗi người dân chính là lá chắn quan trọng trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Thực hiện cách ly các khu vực ổ dịch, giãn cách xã hội trên diện rộng, đóng cửa hàng quán, tránh tập trung đông người. Đó là những biện pháp được tỉnh Quảng Ninh thực hiện một cách triệt để nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Với sự đồng lòng của người dân địa phương, công tác phòng chống và truy vết các ca nghi nhiễm của lực lượng y tế được triển khai một cách thuận lợi. Thành phố Hạ Long đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh để ngăn tập trung đông người tại các quán ăn, các chợ. 100% các khách sạn và địa điểm cung cấp dịch vụ lưu trú đã ngừng đón khách. Đối với những khách mà kẹt lại ở khách sạn thì hàng ngày chúng tôi đều thực hiện đo thân nhiệt 2 lần một ngày và phục vụ những nhu yếu phẩm cho khách. Để chủ động trước những tình huống bất ngờ, hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm và điều trị đã được ngành y tế địa phương chuẩn bị sẵn sàng. Người dân cũng hợp tác nhanh chóng nên công tác truy vết diễn ra thuận lợi.
Trên hệ thống thì tôi thấy là gì? Trước ngày mà khi mà có một ca bệnh dương tính thì là cái cường độ mọi người đi trên đường nó rất là đông. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì gần như là mọi người là ở đâu ở đấy. Tính từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, ngành y tế Quảng Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 14.000 trường hợp và đưa 1.511 người đi cách ly. Với phương châm chống dịch như chống giặc, Quảng Ninh đang từng bước kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân. Thông tin tiếp theo, theo Nghị định 145 của Chính phủ, từ hôm nay 1 tháng 2, chủ nhà khi thuê người giúp việc phải ký hợp đồng bằng văn bản. Đây là quy định cần thiết để hai bên có bằng chứng thỏa thuận về những việc phải làm và quyền lợi được hưởng khi xảy ra tranh chấp. Làm giúp việc gia đình được gần 2 năm, bà Phùng Thị Xuân chưa từng ký hợp đồng lao động với chủ nhà. Hay tin người giúp việc sẽ được ký hợp đồng lao động, nghĩa là được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bà rất ủng hộ. Là bây giờ mà nhà nước mình mà đưa những người giúp việc vào có kiểu như theo một cái có cái chế độ như thế thì nó sẽ yên tâm cho chúng tôi. Tuy nhiên, nhiều chủ nhà lẫn người giúp việc vẫn còn bỡ ngỡ với quy định này. Cũng không rõ được là những cái khoản mà chi cho người giúp việc như là bảo hiểm này sẽ được trích từ cái lương mà mình trả cho cái người giúp việc đó. Theo các chuyên gia, để phát hiện chủ nhà vi phạm về ký kết hợp đồng lao động với người giúp việc là rất khó. Tôi cho rằng là cái việc này không dễ phát hiện. Bởi vì là khi mà ký hợp đồng như vậy thì ở đây là quan hệ giữa người giúp việc với cả người sử dụng lao động. Thế thì phạm vi cũng hoàn toàn chỉ ở trong một gia đình. Quy định mới thể hiện sự quan tâm với đối tượng là người giúp việc gia đình, nhưng thực tế vẫn còn nhiều thách thức với cơ quan quản lý cũng như ý thức của người lao động và người sử dụng lao động. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tức năm con trâu, con vật đứng thứ hai trong 12 con giáp. Còn trong đời sống của người Việt, con trâu gắn liền với hoạt động sản xuất, làm ra của cải. Và để chào đón năm mới Tân Sửu, nhiều hoạt động văn hóa giới thiệu hình tượng con trâu đã được tổ chức. Triển lãm Con trâu trong đời sống người Việt được khai mạc mới đây tại Trung tâm Văn hóa Phố Cổ Hà Nội là một trong những nỗ lực giới thiệu tới công chúng về con vật có ý nghĩa đặc biệt này. Tôi quyết định là sẽ dựng nên một cái không gian nhà Việt của người nông dân xưa đón Tết và đón đúng là năm Tân Sửu. Thì bên cạnh đấy thì có rất nhiều những cái hình ảnh mẫu vật từ con trâu mà các nghệ sĩ tạo nên một cái không gian đón Tết vừa đậm gần gũi và vừa đậm cái chất văn hóa. Triển lãm sẽ giới thiệu khoảng 70 hiện vật, tác phẩm điêu khắc, hội họa về hình tượng con trâu trong đời sống người Việt, gợi lại nhiều ký ức đẹp về cuộc sống thanh bình nơi làng quê Việt, đặc biệt giúp các em nhỏ ở thành phố hiểu rõ hơn về con trâu. Triển lãm mở cửa miễn phí cho tới hết Tết Nguyên Đán. Trong phần an ninh trật tự, Công an Cần Thơ tạm giữ hai đối tượng mua bán, thu giữ lượng lớn ma túy. Công an truy tìm người phụ nữ giả vờ mua hàng, lợi dụng sơ hở cướp sợi lắc vàng ở Bình Dương. Bốn người trốn qua trạm kiểm soát y tế vừa bị cơ quan chức năng thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 100 triệu đồng. Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, trưởng công an thị xã Đông Triều cho biết, nhóm người này đã trốn qua trạm kiểm soát dịch trên cầu Đá Vách, giáp Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Khi bị bắt, cả bốn người khai báo y tế quanh co không trung thực. Công an đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với mức 25 triệu đồng mỗi người. Công an huyện Vĩnh Thanh, thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cũng như thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại huyện này. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vĩnh Thạnh đã bắt quả tang Nguyễn Thị Mai Trinh, 30 tuổi, đang bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Khám xét trên người và chỗ ở của Trinh, công an thu giữ hơn 68 gram ma túy dạng đá, một gói ni lông chứa chất bột màu trắng hơn 2 gram, 5 viên nén, hơn 60 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác. Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận cùng với chồng là Hồ Ngọc Điệp, 42 tuổi, bán ma túy cho các con nghiện. Hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều qua, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép gần 10.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua biên giới về Việt Nam. Đối tượng bị bắt là Bừng Công Khăm Đen, 28 tuổi, ngụ bản tỉnh Khăm Muồn, Lào. Khi bị vây bắt, đối tượng rất manh động, hung hãn, chống trả quyết liệt, lợi dụng địa hình hiểm trở để tìm cách chạy trốn về bên kia biên giới, nhưng đã bị bộ đội biên phòng khống chế bắt giữ. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Một người phụ nữ vào tiệm vàng giả vờ mua hàng, lợi dụng sơ hở cướp một sợi lắc vàng rồi tẩu thoát bằng xe máy. Vụ việc xảy ra vào chiều qua tại tỉnh Bình Dương. Hiện thì lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm đối tượng trên. Theo chủ tiệm vàng, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 31 tháng 1,
người phụ nữ bịt kín mặt đi xe máy đến tiệm vàng Kim Hồng Hà có địa chỉ trên đường Thủ Khoa Quân, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người này hỏi mua sợi lắc tay loại vàng 18K nặng 5 chỉ. Sau khi đeo thử rồi tháo ra chờ tính tiền, người này bất ngờ giật sợi lắc chạy ra ngoài lên xe máy chạy thoát. Chủ tiệm đã trình báo công an, toàn bộ hành vi của nữ quái đã bị camera an ninh ghi lại. Tiệm vàng nằm ở đường lớn đông người qua lại, nhưng kẻ này vẫn liều lĩnh ra tay. Tối qua, một tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 tỉnh Bình Phước. Một nam thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ tông trực diện vào xe ô tô đang qua đường, bị thương nặng. Vào khoảng 20 giờ tối ngày 31 tháng 1, anh Tài khoảng 18 tuổi đi xe máy trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh. Đến ngã ba giao giữa quốc lộ 14 và đường Trường Chinh, khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, Tài vẫn tăng ga, vượt đèn đỏ phóng nhanh qua đường. Cùng lúc này, ô tô 4 chỗ do một phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển qua đường để vào đường Trường Chinh. Do vượt đèn đỏ lại không chú ý quan sát, nên Tài đã tông trực diện vào đầu ô tô. Cú tông mạnh khiến nạn nhân té ngã và bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Cũng tại Bình Phước, vào khoảng 18 giờ tối qua, nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy hiệu Exciter mang biển số 93C17508 lưu thông trên đường DT753. Đến đoạn qua ấp Phước Tân, xã Tân Phước, một xe máy và một nam thanh niên lưu thông cùng chiều phía trước rẽ trái qua đường. Do chạy nhanh, nam thanh niên đi xe Exciter đã tông vào xe máy đang qua đường. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe máy bị giăng dội lên phía trước. Hai người cầm lái đều bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Phú đang thụ lý vụ tai nạn. Một xe tải chở dâm gỗ đang chạy trên đường bất ngờ bốc cháy, vụ việc xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ 9 từ tỉnh Quảng Trị. Khoảng 13 giờ, anh Hoàng Công Ánh, 34 tuổi, lái xe tải chở trên 10 tấn dâm gỗ, lưu thông trên quốc lộ 9 đi Đông Hà. Khi đến đoạn qua xã Cam Thành, huyện Cam Lộ thì có khói bốc lên từ cabin, sau đó bén lửa. Tài xế dừng xe và kêu cứu. Lực lượng chữa cháy công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã đến hiện trường khống chế, dập tắt ngọn lửa. Lửa thiêu rụi cabin xe tải, nhưng số dâm gỗ trên xe may mắn vẫn còn nguyên. Hôm qua, các đơn vị nghiệp vụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh. Nạn nhân là ông Dương Bửu Minh, sinh năm 1945. Theo đó, sáng cùng ngày, người dân sinh sống trong con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình, phát hiện có mùi hôi khó chịu nên đi tìm. Khi tới trước cửa nhà của ông Minh thì mùi hôi nồng nặc hơn. Sau khi gọi nhiều lần nhưng không thấy ông Minh ra mở cửa, người dân nghi ngờ, trình báo công an. Công an phường tới kiểm tra thì phát hiện ông Minh nằm chết trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó các đơn vị chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Được biết ông Minh sống một mình trong căn nhà nói trên, khả năng nạn nhân đã chết khoảng 3 đến 4 ngày. Bộ Y tế Đức cho biết nước này đang đặt mua vaccine cho năm 2022 phòng trường hợp cần sử dụng để người dân có thể hoàn toàn miễn dịch với các biến thể của virus gây ra đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn cho biết với khả năng sản xuất đã được mở rộng, Đức đang đặt mua thêm vaccine cho năm 2022 để phòng trường hợp cần dùng tới. Ông cũng kỳ vọng đại dịch COVID-19 phần lớn sẽ được khống chế trong năm này thông qua việc tiêm chủng cũng như khả năng thích ứng của vaccine với các biến thể. Nước Đức đang nỗ lực hoàn thành tiêm chủng cho nhóm nguy cơ cao nhất trên 80 tuổi vào cuối tháng 3 năm 2021. Các nhà sản xuất vaccine chủ chốt gồm BioNTech, Moderna và AstraZeneca đã cam kết chuyển giao cho Đức thêm 5 triệu liều cho tới cuối tháng 2 năm 2021. Cho tới nay, Đức đã nhận được hơn 3,5 triệu liều vaccine, trong đó khoảng 2,2 triệu liều đã được tiêm cho người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng của Đức hiện mới chỉ đạt 2,2%, thấp hơn so với nhiều nước phát triển khác như Mỹ 7%, Anh 12% và Israel 34%. Nhằm khuyến khích mọi người tiêm vaccine phòng COVID-19, nhiều nhà hàng tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã triển khai một chương trình đặc biệt, đó là giảm giá cho những ai đã tiêm vaccine. Những thực khách có giấy chứng nhận đã tiêm phòng vaccine COVID-19 sẽ được giảm giá 30% tại nhiều nhà hàng ở Dubai. Theo các chủ nhà hàng, đảm bảo an toàn cho cộng đồng còn quan trọng hơn cả lợi nhuận. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc đảm bảo cộng đồng an toàn trước virus corona. Nếu tất cả đều tiêm vaccine, thì dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Tôi không ngờ là mình sẽ được giảm giá. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã cấp phép sử dụng các loại vaccine của Sinopharm, Pfizer, BioNTech và Sputnik V. Hiện 2,3 triệu trong số 10 triệu dân tại đây đã được tiêm vaccine. Công ty Anh Urban Airport vừa công bố kế hoạch về việc xây dựng sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho dòng xe bay chạy điện.
Thời gian chính thức ra mắt của sân bay này dự kiến là vào tháng 11 của năm nay. Air One tại thành phố Coventry ở miền trung nước Anh là sân bay dành cho phương tiện xe điện cất hạ cánh thẳng đứng. Nơi đây có diện tích nhỏ hơn 60% so với một sân bay dành cho máy bay thông thường và chỉ mất vài ngày để xây dựng. Nhờ sử dụng năng lượng tái tạo và pin nhiên liệu hydro, sân bay này có thể hoạt động mà không cần mạng lưới điện, đồng thời không thải khí carbon. Đây là dự án hợp tác giữa Urban Airport và công ty xe ô tô Hyundai với khoản kinh phí hỗ trợ 1,2 triệu bảng Anh từ chính phủ. Đây là một công nghệ mang tính đột phá. Khoảng thời gian qua, người ta thường nhắc đến taxi bay và xe bay, nhưng cơ sở hạ tầng cho những phương tiện đó lại ít được chú ý. Chúng tôi xem cơ sở hạ tầng trên mặt đất là chìa khóa cho các phương tiện bay. Công ty lên kế hoạch thiết lập hơn 200 sân bay như thế này trên thế giới trong 5 năm tới. Dịch COVID-19 đã tác động đến đời sống tinh thần của người dân ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì vậy mà tại thủ đô Cairo của Ai Cập, nhiều người đã tìm đến yoga cười để giảm căng thẳng. Công viên Asra nổi tiếng ở Cairo là nơi diễn ra buổi tập yoga cười của huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe Ute Devika. Tại đây, bà Devika, 57 tuổi, hướng dẫn mọi người cười lớn thành tiếng, từ đó kích thích cơ thể sản xuất ra những hormone khiến họ cảm thấy vui vẻ. Những người tham gia sẽ thực hiện những bài tập cười khác nhau như giả bộ cười, nhảy, vỗ tay hay hát. Theo bà Devika, cơ thể không nhận biết được giữa cười có lý do và cười không lý do, nhưng hiệu quả tích cực thì như nhau. Yoga cười giúp làm thay đổi tâm trạng của chúng ta trong vòng 3 phút. Nó giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, một vấn đề mà ai cũng gặp phải trong khoảng thời gian này. Hoạt động này không hề kỳ lạ, nó giúp con người quay trở về với bản chất tự nhiên, đó là sự ngây thơ của những đứa trẻ. Những buổi tập yoga cười như thế này được tổ chức 1 tháng 2 lần. Cải lương là loại hình nghệ thuật sân khấu đặc sắc ở vùng đất Nam Bộ, nhưng hiện cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Với mong muốn duy trì và quảng bá nghệ thuật cải lương, một nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã dành hết tâm huyết truyền dạy loại hình này cho lớp kế cận. Thậm chí, ông còn viết lời cải lương bằng tiếng Anh. Ông Lê Văn Lê, hay còn được biết đến là nghệ sĩ ba lê, nhận hướng dẫn sáng tác biên soạn bài ca cải lương miễn phí. Ông mong mỏi tìm kiếm thế hệ trẻ giúp kế thừa loại hình nghệ thuật truyền thống này. Ông Ba Lê còn là một trong những người tiên phong viết cải lương bằng tiếng Anh. Được biết, những bài ca cải lương bằng tiếng Anh đầu tiên được ông sáng tác vào những năm 1990. Mình thấy cải lương nó cũng có hay, mình viết được những cái bài hay rồi mình muốn phổ biến cho những cái nước ngoài người ta biết. Viết được bài nào, viết bài nấy bằng tiếng Anh để phổ biến cái văn hóa truyền thống của Việt Nam, nó có những cái nét đặc biệt. Các sáng tác của ông đều gắn liền với những chủ đề xoay quanh cuộc sống gia đình và mang tính xây dựng xã hội như ma túy, hiểm họa khôn lường, số đề có đáng mê, tình phụ tử, vân vân. Ông Ba Lê tin rằng mình có thể góp phần giúp cải lương tồn tại, khơi dậy tình yêu nghệ thuật cho nhiều thế hệ, đồng thời quảng bá cải lương đến với bạn bè quốc tế. Ngày 31 tháng 1, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom xe tại tỉnh Aleppo ở phía tây bắc Syria. Vụ thứ nhất xảy ra khi một chiếc xe chở đầy chất nổ phát nổ gần một tòa nhà của chính phủ và trung tâm văn hóa của thành phố Ajax, khiến 5 người chết và hơn 25 người bị thương. Sau đó khoảng 2 giờ, vụ thứ hai xảy ra tại một chốt kiểm soát của nhóm quân đội Syria tự do FSA tại khu vực Beza, khiến 6 thành viên của nhóm này thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm các vụ tấn công, nhưng những nguồn tin an ninh địa phương cho rằng vụ việc được thực hiện bởi các lực lượng bảo vệ nhân dân người Quốc IPG. Tỉnh Aleppo đang nằm dưới quyền kiểm soát của các nhóm phiến quân được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với các thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt.